ok, rất là lớn chứ không phải là dạng mà nhỏ nha cả nhà. Đây, cả nhà thấy không đó. Nó đúng ra đó. Đeo vào đá hả? Để cho một shot nữa đi. Cho một shot nữa đi, đặng cho nhìn cái sự sống của tụi nó. Đây, đó thấy không cả nhà? Cơ bản là tôm nó cũng khá là to. Ê em đừng có nhảy mà. Sao đội cái đó dễ thương quá vậy? Dạ. Dễ thương quá. Giờ là Mừng đi đâu đó? Dạ, Mừng chị để ngoài Bánh Họp đó chị. À vậy hả? Là chuẩn bị lên cái bàn ngoài kia chưa? Dạ đúng rồi, đang chuẩn bị đổ cái lên. Rồi ok, thôi em đi đi, không ta đang hỏi chị đã hỏi. Hi, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay mình lại trở lại đi ăn buffet nha. Tại vì lý do là mình kiểu như mình thấy mọi người rất là thích ăn buffet và thích xem clip review buffet đúng không? Hôm nay là mình sẽ review buffet này Aloy BBQ nha cả nhà. Ở đây sẽ là địa chỉ là 787 của Lũy Bán Bích, Phú Thọ Hòa của Tân Phú nha cả nhà. Rồi số điện thoại mình sẽ để lên màn hình cho cả nhà mình tiện hay alo để đặt bàn. Đường dễ đi nhất là cả nhà thấy phía bên kia của Ngọc là đường Lũy Bán Bích và cái bảng là ghi cao ốc An Bình, thì cả nhà quẹo vô đây. Quẹo vô đây sẽ thấy được chỗ đây. Đó, rất là dễ ha. Nói chung là đầu tiên mình tìm số thì cũng hơi khó xíu, nhưng mà khi mà mình biết được rồi thì mình sẽ để cả nhà sẽ nó dễ hơn. Buffet ở đây là với giá là 149.000 để vô hỏi các bạn xíu. Vé là 149 rồi, cái mấy em nhỏ thì sao ta? Dưới 1m bên em sẽ miễn phí ạ. Trên 1m bên em sẽ tính nổ vé. Nổ vé trẻ em là 75.000 một vé ạ. Còn trên 1m3 thì bên em sẽ tính vé người lớn đó chị. À ok, vé người lớn là 149 ha. Dạ đúng rồi. Chị thấy sao mà có cái gì đó? À, lẩu là 39.000 cho một người, là thêm mua cái nước lẩu đúng không? Dạ đúng rồi. Nước mình mua thêm là 25.000 một người để uống buffet nước ạ. Bên em là có hơn 6 loại nước và thay đổi theo ngày á chị. Dạ. Cái quầy đó thì bên em sẽ có hai cái quầy ngoài, gồm là một cái quầy nướng ở bên này và một cái quầy bánh xèo bánh khọt ở ngoài này ạ. Còn lại là bên em sẽ có buffet kem 19.000. Rồi, ok, để chị biết á, cho mọi người có xem clip thì biết được giá như thế nào. Rồi cảm ơn nha, rồi chị vô nha. Lúc nãy thì mình cũng có mua vé rồi á, cho cả nhà, nên giờ Ngọc quay giới thiệu cho cả nhà thôi. Bây giờ mình vô ha, trải nghiệm thử xem coi trong đây có gì nha. Ở khu vực này á, Ngọc thấy trên đường Lũy Bán Bích thì lần đầu tiên Ngọc thấy cái buffet ở đây là sân vườn. Rất là thoáng mát và thoải mái nha. Nãy mình cũng có hỏi các bạn rồi là ở đây sẽ có cái quầy nướng tại chỗ như thế này, cả nhà thấy không? Ví dụ mà mình không nướng, mình không tự nướng được thì mình có thể ra đây. Rồi các anh ha, mình có thể gấp tại đây luôn. Ủa mấy cái này là mình tự lấy được luôn đúng không? Là bạn sẽ nướng trực tiếp bên kia, xong rồi để qua đây cho khách nè. Thì ví dụ mà khách mình không muốn tự nướng thì có thể là dùng mấy cái món ở đây nướng sẵn. Đấy là tôm này cả nhà. Đúng chất là BBQ ngoài trời luôn ha. Tôm. Cái này lại đây. Với lại thịt nữa ha. Các bạn nướng ở trong kìa, thịt ba rọi. Rồi bây giờ là sẽ mang lại bàn. Ngoài ra thì bên đây Ngọc thấy còn có đổ bánh xèo tại chỗ này cả nhà. Bánh xèo, bánh khọt tại chỗ. Đây là bàn của mình. Hôm nãy cái này là bánh xèo miền Trung á chị. À, là bánh xèo con này con mực đúng không? Dạ đúng rồi, rau bạch tuộc ạ. À rau bạch tuộc. Nếu mà cả nhà muốn xem thì ở đây chị đổ trực tiếp ở đây ha. Còn mà muốn lấy thì qua kế bên đây sẽ có chỗ lấy bánh xèo. Bánh xèo rau bạch tuộc, bánh khọt cũng rau bạch tuộc luôn. Được cái là ngoài này mình vừa xem được làm mà còn vừa có thể chụp hình cũng được, rất là dân dã luôn. Bây giờ mình sẽ vô quầy lai nha cả nhà. Quầy lai thì hình chữ L đó. Cả nhà thấy là vừa bước vô trong cái cửa thì mình sẽ thấy được là cái quầy như thế này. Đây là ở quầy nước nha cả nhà. Nước thì Ngọc thấy có cái loại nước này thôi, giống như là một tí nữa mình sẽ lấy nước thì mình sẽ quay xa cho cả nhà nha. Bây giờ mình sẽ vô cái đồ ăn chính trước nha. Rồi đi qua đây. Đây là nước đá. Nói chung là thường thì Sài Gòn phố mình nó là luôn trải nghiệm cho cả nhà là đi từ đầu sau cuối thì sao để cho cả nhà mình biết là ở đây có những món gì ha. Rồi đây là cái quầy nước chấm nha, nước chấm hồi mình cũng lấy sao luôn. Rồi bắt đầu vô đây đi cả nhà. Ở bên đây của Ngọc là một cái quầy dạng như là trái cây với lại đồ ăn chính và chế biến sẵn. Còn ở bên đây là kế bên sẽ là quầy tôm nha, tôm sống nha, họ tại hồ luôn nha cả nhà. Đó, tôm sống tại hồ tí là mình cũng sẽ để lấy cho cả nhà xem chất lượng tôm như thế nào. Đây là những cái món, cả nhà thấy không? Ủa này không có đồ gấp ta. Trái cây, cốc ổi xoài, đây là các loại nước sốt. Giống như là nãy Ngọc có hỏi các bạn rồi thì các loại nước sốt này thì mình sẽ được lấy trong giá vé luôn nha cả nhà. Đây là sốt trứng muối, sốt rất là nhiều. Rồi đây là dầu, để hồi là mình sẽ để lên nướng nha. Không phải là bơ, cái nhà thì sẽ chảy ra để mình nên nướng. Đây là sốt phô mai. Tất cả mấy loại này mình đó, sẽ lấy ít như thế này thôi. Rồi kế bên đây, chết rồi đây phải cho xin ké để đây chút xíu. Những cái dĩa này khi mà vô thì cả nhà sẽ thấy là nguyên vàng, ở bên dưới đây là toàn là dĩa, chén rồi các loại đũa đâu á, là cả nhà sẽ lấy bên dưới thì cũng như là hầu như buffet mình ăn thì đều có như vậy ha. Rồi đây là những cái món giống như đây là một cái phần đó cả nhà. Cái dĩa này nó hơi nhỏ nên làm sao mà mình thể để hết được. Mình sẽ có cái đây là gì vậy? Trứng hả? Trứng với lại tôm xào tỏi. Đấy, đây là một phần nữa cả nhà. Hai món là Ngọc đã lấy ở đây này cả nhà ha. Có tôm với lại trứng nha. Rồi bên đây là gà. Mọi thứ thì mình sẽ lấy một ít để cho cả nhà có thể là hình dung được là ở đây có những cái món nào nha. Ngọc thấy là khá phong phú, với lại cách trình bày ở đây thì kiểu Ngọc thấy là logic. Một phần đó là đẹp, trình bày đẹp nha cả nhà. Nhìn giống như là ở những buffet mà trong loại sang đó cả nhà. Đó, bây giờ là mấy cái món này là món snack nè. Cơ bản Ngọc sẽ lấy nha. Và bây giờ ngày hôm nay Ngọc cũng đi đầu giờ để có thể là cho cả nhà được thấy được cái hình ảnh đẹp. Đây là một phần. Rồi anh quay phim cầm giùm nha. Coi chừng gớt nha anh quay phim. Đấy, cả nhà thấy là để trong những cái tô như thế này nó rất là đẹp đúng không? Nhìn nó bắt mắt nữa. Xúc xích, mấy loại này thì mình lấy vừa phải thôi. Bánh mì nãy mình lấy một miếng rồi, bánh mì là bơ, kiểu bơ tỏi. Rồi thêm một cái sushi, cái kim bắp. Cái này là chắc là ở trong là phô mai quá cả nhà. Cơ bản là mấy món snack này thì mình lấy sơ sơ vậy thôi ha. Cả nhà có thể thấy là những món đây cũng khá là phong phú. Kế bên đây là bánh mì hả? Cho một viên phô mai này nữa đi. Đấy, đó là xong quầy này. Kế bên đây nữa là cả nhà thấy rau. Cơ bản thì Ngọc thấy là ở đây sắp xếp rất là đẹp mắt. Nhìn thì rất là đã con mắt luôn đó nha. Vừa có màu sắc vừa rất là chỉnh chu từng cái loại, từng cái tô bự một ha. Cho nên thành ra là mình nhìn lên hình rất là hấp dẫn. Đây là món snack thì là một dĩa. Ở đây là các loại rau. Thường thì Ngọc ăn đồ nướng á, thì Ngọc sẽ thường lấy làm thêm cái đồ chua chua giống như xoài như thế này. Gỏi xoài, lỗ tai để cho cái khẩu vị của mình tăng thêm, mình ăn nó được ngon hơn. Ở đây là của nướng nè. Khi nướng thì không thể thiếu nha mấy cái phần topping như thế này. Thêm một chút cà nữa cả nhà. Tất cả rất là gọn gàng sạch sẽ ha. Mình chấm điểm cái phần mà hình thức thì rất là cao luôn á. Chân gà, sốt Thái của Ngọc. Lúc nào mình thấy món này mình cũng lấy. Còn bên đây thì cái cả nhà có thể là ăn lẩu nè, các loại rau. Dưa leo, một chút xíu dưa leo để lên. Cà chua. À, có thêm salad nữa. Dĩa này là cũng phải để lên một miếng. Cái đặc biệt là lúc nãy Ngọc vô cũng wow, bởi vì ở chỗ này á sẽ sử dụng mấy cái dĩa mà nó sẽ khác những buffet mà tầm giá 200 đổ xuống. Khác những chỗ Ngọc từng ăn, tại vì cái dĩa này nó cũng rất là xịn sò con bò đó cả nhà. Rồi. Ở đây là thêm một dĩa nữa, là mình là có hai dĩa nha. Rồi mình sẽ qua bên đây để coi bên đây còn có gì nữa nha cả nhà. Lúc nãy á, là Ngọc đang đứng ở bên đây, xong giờ mình sẽ qua bên đây nha. Qua bên đây để coi cả nhà thấy. Ở đây là sẽ có những cái set. Set này giống như là mực với bò. Cái con mực tròn hả? Ừ đúng rồi, con mực. Cái này là bạch tuộc hả? Rồi nói chung là các loại mực mà dạng mực lá, mực nang đó cả nhà. Xong ha, có bò nữa nha. Một set như thế này thì cả nhà có thể là cầm nguyên dĩa luôn. Ngọc thấy là giữ lạnh nè, để cho cái phần này nó tươi, nó không ngon hơn. Đó, cái nhà lấy cái này lượt làm một phần ha. Cái này là chắc không biết sao để cầm nữa. Bây giờ mình qua tới đây đi, hồi mình quay lại mình lấy lại cái đó sao để hồi mình lên mình nướng nha cả nhà. Cơ bản là Ngọc thấy ở đây thì có bò tảng khá là nhiều. Đây là bò ha. Chắc Lộc nghĩ là đặc trưng đây cũng là bò tảng đó cả nhà. Tại con thấy là bò tảng nè, bên đây cũng có bò nè. Rồi, cho miếng này vô, cho miếng mực vô. Đấy, cái này là gì ta? Mề hả ta? Mề cả nhà. Đó, mọi thứ là mình thấy một ít thôi. Tại vì á, ăn buffet thì nhiều món ha. Khi nào mà mình cảm giác mình muốn ăn món nào nữa thì mình sẽ lựa chọn là ăn thêm. À, con này là con mực nhỏ hả? Mực bé xíu luôn cả nhà. Tạm gọi là mực sữa đi. Đây, cả nhà thấy sao quá, các nhà thấy không? Chắc thấy mà đúng không? Mực sữa thì chắc nướng lên nó sẽ ngon lắm đây. Tại vì nó sẽ ngọt. Rồi, cái này là cắt bông cắt hoa. Đây là gì đây? Hào. Hào là được tách ra luôn rồi cả nhà. Cho lại món của mình nha. Đây là còn những món cuối cùng nha cả nhà. Trời sao mấy bạn đông quá. Đó, câu vật này. Tất cả mấy cái loại sốt này thì cơ bản thì Ngọc thấy chắc là sốt ướp dạng giống như sa tế rồi cả nhà. Tại cái màu Ngọc nghĩ là như vậy nha. Các bạn gấp đi. Sao con ớt này nó nhỏ mà phải con ớt này. Chắc là ớt. Đây là tim. Nếu mà cả nhà mình thích ăn mà cái dạng lòng á, Ngọc nghĩ là tim là một cái bộ phận rất là ngon luôn á cả nhà. Đây là sụn á ta, chắc là sụn. À, sụn đúng rồi. Bên đây á, thì sẽ có thêm là gà xiên. Cái này là gì nhỉ? Cái này là gì vậy? Cái này là gì vậy anh? Đó là lưỡi heo. Lưỡi hả? Dạ vâng. Mấy cái sốt này là nó là sốt gì ta? Sa tế hay sao? Sốt để nấu nướng BBQ. À vậy hả? À nướng BBQ hàng kiểu hơi Hàn Quốc đúng không? À. Sau nãy mình nghĩ là nó là sốt sa tế, nhưng mà các bạn nói là cái này cái công thức thì ướp theo kiểu là BBQ Hàn Quốc nha cả nhà. Thì hồi mình ăn thì mới biết được cái gia vị, cái hương vị nó như thế nào. Bạn đến đây ăn lần thứ mấy rồi? Lần đầu tiên ạ. Rồi, tiếp là cái này sẽ là món gì vậy ta? Có mấy món mình thấy lạ lạ quá. Giống như là dồi đường vậy á cả nhà. Đây đây, cả nhà có thể thấy. Nó tròn tròn, Ngọc nghĩ là nướng là nó sẽ giòn á. Nhưng mà dồi đường nó sẽ giòn. Còn đây là vú nè. Rồi, vú, một miếng vú lên đây luôn. Rồi thêm cái này là mề và cuối cùng là xiên. Lấy hơi nhiều rồi nha, lần này mình lấy hơi nhiều rồi đó. Xiên BBQ, nhưng mà xiên là xiên gà hả cả nhà? Để Ngọc cầm một cái xiên lên, xiên nó cũng hơi nặng. Ừ đúng rồi, giống như là xiên ức gà. Đấy. Xong, tới quầy này nữa là còn hai cái giữ nóng đằng kia nữa là cơ bản là mình cũng đã hoàn thành cái quầy live của ở đây rồi nha. Hồi là mình ra là mình sẽ còn quay cho cả nhà thêm nữa là biết cái gì không? Là cái quầy mà chế biến làm bánh xèo sẵn nè, với là BBQ ngoài là người ta nướng sẵn cho mình có luôn nha cả nhà. Rồi ok, đi ra. À, ốc được giữ nóng nên cảm giác là rất là ấm nóng nha, ăn nó sẽ ngon hơn nếu là hải sản nha cả nhà. Cái này là cà ri hả? Cà ri á, anh quay phim. Ai đúng rồi, cà ri cũng nóng luôn. Đó là gì? Là tôm. Là tôm càng luộc hấp xả nha cả nhà. Đấy. Nhìn ngoài lai bên kia cũng đẹp hả? Nhìn góc này nó cũng đẹp ha. Tại vì do là trình bày á, nó kiểu chỉnh chu nên nhìn nó rất là đều mắt á cả nhà. Ô, hôm nay Ngọc vớt thử bằng cách này con có thể là vớt được cái tôm nhiều không nha cả nhà. Ngọc cũng đã có xin phép quán rồi nha. Mình sẽ vớt kiểu này để cho cả nhà mình thấy được là tôm nó như thế nào đấy. Những con này cơ bản thì size nó cũng là khá là to nha cả nhà. Trời ơi, ướt áo tôi luôn rồi. À, thấy chưa, thấy chưa? Ở trong đây thì sẽ được động oxy cho nên là sẽ đảm bảo được là nó sẽ sống nha cả nhà. Với lại phần nữa là những con tôm này ha, sống thì cả nhà đem lên nướng gọi là siêu ngon luôn. Tại vì thịt nó rất là ngọt nha. Đấy, cho anh ơi phim có được tấm hình đi. Ok, thêm bỏ vào đây. Khi mà cả nhà lấy nó ra xong rồi ha, sẽ bỏ vào đây để gây tê nha. Đó, chứng tỏ là tôm sống nha. Rồi mới bỏ vào đây gây tê. Chuẩn bị sẵn cái thùng đá cho mình luôn. Đây, thùng gây tê tôm này. Tí xíu nữa là nó xỉu. Mình sẽ lấy nó ra nha cả nhà. Lúc nãy có hứa hẹn cho cả nhà là phải quay thêm cái quầy buffet nước nữa đúng không? Buffet nước thì mình mua với giá là một phần là một ly như thế này sẽ là 25.000 nha cả nhà. Đây, Ngọc có cái bill trên đây nè. Đây, cái bill nè. Đó, mua buffet nước nè, giống như là cái line này nha. Đó là 25.000. Thì sẽ 4 ly, Ngọc mua 4 bảng thì 4 ly sẽ là 100.000. Rồi ok. Chết bà gọi này bỏ đâu? Không có túi. Uống nước ngọt đi cho tiêu. Ở đây thì buffet nước sẽ có gì thì để Ngọc sẽ xem cho cả nhà xem nha. Nước đá là bên kia. Ở đây nước đường, susa. Cái này susa đúng không? Lấy ra cái đấy cho. Hột é. Cái này mình có thể mix tất cả mấy loại topping này với nhau nha. Mà thấy trên đây có gì mình lấy đại đi kia. Mình lấy gì vậy? À, thành xương sa đúng rồi. Xương sa bỏ vô luôn. Đấy, xong rồi thịt dừa. Đó, miếng thịt dừa vô. Mấy cái loại trên đây thì được gọi là buffet nước cho nên thành ra là mình có thể là thoải mái thôi. Cả nhà thích ra cái nào, ăn topping nào thì cứ chọn cái đó thôi. Này là một cái bên trà sữa, chích bà rồi. Có vẻ là mình lấy hơi lộn lộn đó cả nhà. Bên đây là giống như xương sa hột lựu gì đó các kiểu thì cho anh quay phim ha. Bên đây là trà sữa cho Ngọc nha. Đấy, không nữa. Rồi trên vàng này là có trà sữa Thái. Trà sữa Thái là lấy đúng topping này. Đấy, hồi bỏ đá sao nha, tại nãy đá vướng rồi á, Ngọc chưa có bỏ được. Rồi xong bí đao, nước ép. Nước ép nho, nước suối. Ủa anh quay phim mới này là bỏ đường vô đúng không? Chút xíu đường cho anh quay phim nè. Nước suối là bên đây hả? Nước ép nho hả? Cho thêm ly nữa, cái ly Ngọc để ngoài kia rồi. Rồi, xong mình bỏ miếng đá vô nha. Nước đá dền. Cái này nó thiếu gì vậy ta? Thiếu nước cái gì đó. Về cơ bản thì cái ba lay nước là như vậy nha cả nhà. Rồi, 2 ly. Nãy giờ Ngọc đi hết rồi đúng không ta? Nước, giống như là các loại bia hay là những cái loại khăn giấy ướt thì mình sẽ phải mua thêm nha cả nhà. Cái đó thì giá thì dao động nó cũng khá ít thôi chứ không có nhiều. Cả nhà sẽ tham khảo được để cái menu cho cả nhà có thể là rõ hơn, chi tiết hơn. Rồi mình ra mình ngoài mình uống thôi. Đây, tôm mà nãy xỉu rồi, nãy Ngọc có lấy ra rồi nè cả nhà. Mình để là mình nướng luôn nha. Thì sẽ không có nướng bằng than mà nướng bằng cái chảo gang nha. Chảo gang ở dưới là mình sẽ để một cái lớp bơ rồi để cho nó thơm và nó không có bị dính nha. Rồi tất cả mình xếp lên đây hết luôn nha cả nhà. Cả nhà thấy hôm nay là cuối tuần nên rất là đông vui ha. Có tiệc phía sau Ngọc luôn. Ở đây thì thoáng, không công nhận là thoáng. Tại vì do một phần là bạc đục mở ra nè, một phần là làm nhiên cao á, cho nên thành ra là rất là thoáng đãng luôn. Mình nghĩ là ăn nướng với lại kiểu BBQ như thế này là rất là thoải mái nha cả nhà. Về phải chờ nó chín. Bơ với lại phô mai mình để cho nó chảy ra. Ha, nó chảy cái phần phô mai sợi ra để hồi mình chấm nó sẽ ngon hơn nha cả nhà. Rồi bây giờ Ngọc sẽ ăn những cái món mà mình lấy là chế biến sẵn nha. Đây là chế biến sẵn. Có mấy món xì nách. Còn xì nách thì cơ bản là Ngọc thấy mấy món hầu như là có đầy đủ. Mấy bạn nhỏ nhỏ nó thích món này nè. Kim bắp chiên. Hồi nãy hình như qua lấy nước chấm. Xong rồi bên đây là gỏi, chân gà, sốt Thái. Rồi đây nó không khác đâu. Bếp này nó không khác đâu. Cái này là cái chảo gang mà. Mình phải để cho chín hết phần của con tôm thì nó mới ăn ngon được cả nhà. Con tôm nãy mình lột ra mình ăn mất tiêu rồi cả nhà. Trước khi là có nước chấm luôn. Thì Ngọc thấy là cơ bản tôm này tươi cho nên thành ra là mình ăn cái thịt rất là ngọt và thơm ấy. Còn cái vị bên ngoài của cái này thì Ngọc cũng cảm nhận nó nghĩa là vừa vừa, mặn mặn, ngọt ngọt, giống vậy đó cả nhà. Kiểu cũng đậm đà thôi chứ nó không có rõ ràng mấy. Thật sự ra để mình chấm nước chấm nó sẽ hòa quyện hơn. Rất là nhiều món quá, lấy nhiều món quá. Chở tôm đi cả nhà. Ngoài ra thì Ngọc thấy ở đây có mấy cái loại nước sốt giống như là cái phô mai. Mấy loại nước chấm giống như là phô mai hay là trứng muối này nè. Nó rất là đặc biệt ha. Nó làm cho Ngọc liên tưởng đến mấy cái loại mà nướng BBQ của mấy bạn trẻ rất là thích luôn. Bò tảng luôn, chết rồi. Ngồi là phải lấy thêm một cái phần bò tảng nữa để nướng ra cả nhà mình thấy được là ở đây cũng chủ lực là bò tảng. Không gian ở đây lung linh quá ha cả nhà, nhìn nó rất là chill luôn. Đây là có mấy bạn tôm chín, mấy bạn tôm chua nha. Cái tôm nào hơi bự bự xíu thì nó chua nha cả nhà. Đấy, từng cái phần cái dầu á, cái phần bơ á, thì cả nhà có thể lấy ở trong quầy nha. Trong quầy thì có những cái cục bơ như thế này, mình cứ bỏ xuống thôi, mình sẽ nướng nó dễ dàng hơn, nó không có bị cháy nha cả nhà. Đây là tôm xong rồi. Hồi nãy á, Ý Ngọc nói là có những cái set giống như này nè. Ở trên quầy thì vẫn có từng món riêng lẻ, nhưng mà mấy bạn cũng sẽ để cho mình những cái set giống như này để mình có thể lấy nguyên cái luôn, mình có thể đem lại nướng luôn ha, đầy đủ hết. Là có nào là bò nè, Ngọc nói là có bò tảng nè, là bò nè, là bò mực nè, đấy, rồi hào nè, đó, rồi con này là cái mực nang nè, rồi xong một chút xíu nấm kim châm. Ok, là để lên nướng, coi như là cái set này nó cũng tiện lợi cho mình ha cả nhà. Bánh mì mấy cái kiểu này là theo ăn không, mấy món Âu á cả nhà thì thường sẽ có những cái bánh mì bơ tỏi như thế này, kiểu ăn nó cũng kèm thêm thì mình sẽ no. Tôm cháy tỏi. Rồi cái này món gì vậy ta? Món gì vậy? Mình phải thử món này, nãy giờ mình cứ thắc mắc hoài. Cái phần nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này à, giống như là trứng lòng đào á. Đúng là trứng lòng đào, giống như sốt hơi cay cay thái thái để cho nó thơm thơm, nó đậm đà cái trứng lòng đào của mình hơn. Cái món này cũng lạ, những cái phần này Ngọc cảm giác là nó giống BBQ mà kiểu hơi hướng của Hàn chút xíu á cả nhà, tại vì vừa có bò vừa có dạng các loại hải sản mà đặc biệt là mực nữa, cái mực nang nang á. Rồi còn món gì mình chưa ăn nữa không ta? Không, quên nữa. Nếu mà nói đi thì phải nói lại, còn có bánh xèo nữa thì cũng có, vừa có BBQ dạng mà hơi Hàn mà có mấy cái món truyền thống Việt Nam. Đấy, con tôm này mới vừa nướng xong nè, trời đất ơi, hơi nóng. Tôm này kiểu là mình chỉ nướng một lớp bơ ở bên ngoài, đúng rồi, một lớp bơ bên ngoài, xong rồi dạng như cũng gọi là nướng mọi thôi. Cái này nóng nha, không có cầm lên được nha. Mình sẽ chấm với một ít là phô mai và một ít là trứng muối để mình coi thử coi cái ăn này nó hợp lý không. Ngọc thích cái sốt phô mai hơn cả nhà. Trứng muối nó hơi béo so với Ngọc, nhưng mà cái phô mai rất ok ha. Thử nước chấm đậm đà, có nghĩa là nó cũng hòa quyện và nó có hậu ngọt, cho nên là hầu như là mấy cái loại mà có nước chấm mà có cái gia vị, cái khẩu vị như vậy là Ngọc sẽ thích. Rồi giống ăn cơm sashimi quá vậy ta. Con cơm này chưa chín, ăn đổi con tôm khác. Cái này thì cái diện tích tiếp xúc với cái phần lửa thì nó sẽ hơi ít một xíu, cho nên thành ra cả nhà để nướng lâu xíu nha cả nhà, thì con tôm nó sẽ chín đều hơn. Chở thêm miếng bò nè, bò tảng nè. Miếng bò tảng thì miếng nào miếng đấy nó rất là mềm ha, thơm nha. Và mình đặc biệt là bò tảng thì Ngọc nghĩ là nên chấm với phô mai và trứng muối, nó sẽ rất là dính nha. Còn đối với phần hải sản thì nên là ăn với ớt nha cả nhà. Tại nãy Ngọc chấm thử cho cả nhà xem thôi, nhưng mà ăn với ớt xanh vẫn là chân lý nha. Đúng rồi, muối ớt đậm đà, chấm một miếng ăn được cái phần thịt của tôm tươi, kiểu nó sực đó cả nhà, mang từng xớ xớ, nó ngọt thịt nữa, cho nên là mình cảm giác là mình ăn tôm không thì với cái giá là 149.000 thì cũng rất là hời. Chở tiếp cả nhà rồi, để hồi nãy còn mực, còn bạch tuộc, rất là nhiều món mình còn phải thử nữa. Nhưng mà về cơ bản thì Ngọc thấy ở đây thì vừa có hải sản như tôm, mực ha, rồi vừa có bò và các loại snack khác. Thì cơ bản có 149 thôi, thì Ngọc nghĩ là với giá vé này thì cả nhà có thể nên thử trải nghiệm, thử xem coi phù hợp với gia đình mình không nha cả nhà. Có mấy món này mình chưa kịp nướng tới luôn. Tôm là ăn ok rồi, tôm ăn tươi rồi, cho nên thành ra là thịt ngọt, thơm ngon. Thì cái đó là cả nhà vô là ăn trực tiếp, ăn những món đó thôi là cũng sẽ là no căng bụng luôn nha cả nhà. Rồi